Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh bạc di cư trên toàn cả nước. Thì tình hình anh em ở tất cả các tỉnh thành thế nào rồi? Ở Bắc Giang thì ngày hôm nay là triển khai bãi vạc của em này anh em này. Đấy, về cái bàn vạc thì đánh vạc mù anh em. Đấy, khu vực vạc mồi sẽ đứng ở những cái con tê này. Còn lèo nó sẽ khu vực kia. Đấy, lèo kìa. Đấy, con vạc bay nó sẽ đứng ở cái khu lỗ mình nhìn ra. Còn chỗ này là bỏ không anh em nhé. Chỗ này thì sẽ đắp lước bổng lên để cho bàn nó đẹp. Đấy, nhiều cái địa hình thì anh em tham khảo. Đấy, từng địa hình ví dụ như đánh dập hoặc là đánh keo, mỗi cái nó hay một kiểu. Đây lèo đây. Đấy. Bây giờ đang trong cái quá trình cắm keo anh ạ. Cắm keo khu vực ở đây. Cả gia đình đi đánh vạc. Bắt đầu là vào keo để cắm anh em. Đấy, keo này giới thiệu cho anh em luôn. Keo này là cái mẫu keo siêu dính. Đấy, đánh lắng mưa thoải mái. Đấy, ngoài đánh lắng mưa ra thì đối với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như mùa đông chẳng hạn, thì keo nó sẽ không bị co. Đấy, hiện tại ngoài miền Bắc thì rất là lắng anh em. Keo này thì không sợ chảy rồi. Đấy, anh em cùng tham khảo cách vào keo luôn. Đấy, cũng như là lát nữa ra tham khảo cách cắm que. Đấy. Keo này thì ưu điểm của nó thì và anh em không phải đun lấu gì nhé. Đấy, thực tế trực tiếp như thế này là anh em giật lên thôi. Căng ấy. Hơi căng. Lô này vừa lấu xong anh em. Còn anh em nào mua keo thì liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Bãi này năm nay phải cắm hết chắc 1000 que ấy. Chắc phải 1000 que nhỉ. Căng đầu lưng đào đều là ok thôi. Để ra ngoài đây thì quay cho anh em xem cái khoảng cách que. Đánh con vạc này thì que to hơn là đánh con cò. Còn khoảng cách que với que thì là 35 phân một que anh em nhé. Đây. 35 phân một que từ que này đến que này. Đấy, bên này thế, bên này chiều này thì có thể là cho rộng hơn tầm khoảng 40 cũng được. Nhưng mà thường thường là cứ cắm vuông 35 là hợp lý. Đấy, khi que cắm xuống thì nó sẽ như thế này. Đây. Ví dụ anh em sử dụng que 60 chẳng hạn, như que này chẳng hạn, thì anh em cắm xuống tầm khoảng 10 phân. Đấy, vạc nó ôm vào là nó ngã thôi. Đang theo cái quá trình triển khai để kịp cho tối nay đánh. Anh em nào xem được cái video này thì có thể là cập nhật tình hình vạc di cư ở chỗ anh em nhé. Bây giờ thì triển khai bắt tay vào công việc đi. Đấy, còn lúc nào bàn và biết mồi mẽ nó ngon thì tiếp tục quay cho anh em cùng xem.